Chương 1 Đồ đôi xanh Hồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 3 giờ chiều Khương Sơ vừa đẩy hành lý đi ra liền nghe được một loạt tiếng thét chói tai, cô nhìn đám người đang chen chúc trước mặt, nghiêng đầu thấp giọng hỏi người đại diện lật dịp. Chị thuê người tới đón à? Trong giới thường xuyên có chuyện như vậy, một số minh tinh vì muốn thể hiện danh tiếng và độ ho của mình mà thuê vài người đến làm màu. Khương Sơ buồn bực, chẳng lẽ công ty keo kiệt của mình phất lên sau một đêm không ngờ vẻ mặt lật dịp cũng nghi hoặc không có khương sơ còn chưa hết nghi ngờ thì bị người phía trước đụng mạnh một cái nhờ có trợ lý che chở mới không bị thương dòng người hỗn loạn nhanh chóng vọt tới phía sau cô khương sơ quay đầu lại nhìn mới nhận ra những người này không phải chạy về phía mình đang chen chúc giữa hai tay của trợ lý bỗng cô quay đầu lại liếc nhìn một cái phát hiện có một người đàn ông xuất chúng ở giữa đám đông mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang đều màu đen nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài ưu tú. Cả người anh tỏa sáng, tuy xung quanh rất nhiều người chen chúc nhưng cũng rất khó có thể bỏ qua. Máy quay truyền thông và điện thoại của Phan Hâm Mộ bao kín hai bên anh. Hứa đình thâm, người đàn ông chỉ cần nghe tên thôi đã có thể khiến cho một đám người thét chói tai. Khương Sơ hơi giật mình, ánh mắt hai người bỗng giao nhau trong không trung. Cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dài in bóng trên khuôn mặt anh khương sơ liếc nhìn anh rồi cúi đầu nhìn chính mình đột nhiên phát hiện một chuyện rất xấu hổ đụng hàng hứa đình thăm mặc một cái áo khoác màu lam có hoa văn nhìn qua rất giống thiếu niên khương sơ mặc một cái cùng kiểu dáng nhưng màu hồng nhạt đây chính là đồ đôi xanh hồng quen thuộc khương sơ thầm nghĩ cô đã tạo phải nghiệp gì không biết là ai chú ý tới khương sơ tầm mắt phan hâm mộ đều chuyển lên người cô khi thấy quần áo cô mặc xung quanh dần dần có tiếng xôn xao lớn có người kinh ngạc nhìn cô có người thì thầm bàn luận nhưng ánh mắt kinh hoàng của họ đều như muốn lột áo khoác trên người khương sơ xuống vậy sao lại thế này anh ấy và khương sơ ở bên nhau sao không thể tin được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy tôi tới để đón người không phải tới để thất tình hu hu không muốn đâu trong khoảng thời gian ngắn không thể kiểm soát được cảnh tượng này đột nhiên có một phan quá khích nhìn cô lớn tiếng nói cởi cởi ra đi cô ấy mở đầu khiến các phan bên cạnh cũng phụ họa mà lên tiếng âm thanh chồng chất lên nhau tạo ra tiếng động rất lớn ai không biết còn tưởng rằng ở đây có người biểu diễn múa thoát y khương sơ lại liếc nhìn hứa đình thâm đối phương đeo khẩu trang nên không rõ cảm xúc chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy không thấy đấy hai người đột nhiên đứng im giống như bị điểm huyệt anh ta đợi mình làm gì? Khương Sơ khó hiểu nghĩ. Dù sao thì hứa đình thâm đứng im thì cô cũng đứng im. Vì thế hai người giống như đang chơi trò một hai ba người gỗ, không được nói, không được nhúc nhích. Địch bất động ta cũng bất động. Cho đến khi bảo vệ tới thúc giục hứa định thâm đi, Khương Sơ mới cảm thấy mình đã hiểu ý của anh. Cô dứt khoát cởi áo khoác của mình xuống rồi ném hướng phan của hứa Đình thâm, lộ ra áo ba lỗ phát họa dáng người gợi cảm bên trong hứa đình thâm. Mọi người yên lặng một giây dõi theo hành động của Khương Sơ, rồi lại bắt đầu xôn xao. Tì nhờ chấm hát u ống gì đây? Khương Sơ chống lại ánh mắt hứa đình thâm, tự cảm thấy bản thân rất giống lôi phong một, trên mặt thậm chí còn viết lên bốn chữ không cần cảm ơn. Một lôi phong. Một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn. Hứa Đình Thâm là ai? Chính là lão công quốc dân, là người tình trong mộng của muôn vàng các cô gái. Người như vậy sao có thể có bạn gái? Cho dù là đối tượng scandal cũng không được. Cho nên Khương Sơ ra tay làm chuyện tốt, chủ động giúp anh bác bỏ tin đồn. Cô thật đúng là tiểu tiên nữ lương thiện đáng yêu xinh đẹp hào phóng không mang thù mà. Hứa Đình Thâm nhìn cô một cái, khóe miệng cười lạnh. Khương Sơ thì không, cô ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha. về đến khách sạn nghỉ ngơi trợ lý trần niệm niệm liền mở hot sớt tuyệt trực tuyến cảnh khương sơ cởi áo gợi cảm đang dẫn đầu hot sớt nhờ tiêu đề gây hiểu lầm mà lập tức leo lên top một bên dưới còn tạo ra bùng nổ quần chúng ăn dưa phấn khích vào xem kết quả chỉ thấy cảnh khương sơ và hứa đình thăm mặc đồ đụng hàng ở sân bay hưng phấn nhảy vào kết quả là các người cho tôi xem cái này Mặt người da đen giấu chấm hỏi Dịp gờ, Khương sơ quả là nhanh trí ha 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 cởi áo khoác cơ đấy, tha cho tôi với chứ tay tôi đang run bần bật đây này. Trên mặt Khương sơ tự như viết ba câu phủ nhận. Không phải tôi, tôi không làm thế, đừng nói linh tinh. Cùng một lúc Khương sơ có vô vàng cảm xúc, trong bối rối là lúng cuốn, trong lúng cuốn là sợ hãi. Cô còn cố ý lắc đầu thật mạnh, tự như nghe thấy cả tiếng mồ hôi lạnh chảy ra ngoài màn hình. Quần chúng ăn dưa đều nói cô xứng với câu tôi chỉ là một người qua đường đáng thương hoàn toàn không biết gì cả. Có người chú ý đến điểm không đúng trên người Khương Sơ. Đợi đã, chỉ có tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi sao. Không lẽ họ đang hẹn hò? Phan Hứa Đình Thâm lập tức xông lên. Tôi và Hứa Đình Thâm cũng đụng hàng nè, xin hỏi Hứa Đình Thâm khi nào mới công khai tình yêu của chúng ta đây Hứa Đình Thâm. Lại bắt đầu rồi đấy, Hứa đình thâm chỉ ngồi máy bay và mặc quần áo thôi, anh ấy rốt cuộc đã làm gì sai? Cả thế giới đều biết hứa đình thâm không thích Khương Sơ. Xem thừa nd.jpg, Phan hâm mộ bình luận xong liền quay lại xem kỹ hình ảnh, phát hiện một điều kỳ lạ là giữa biển người mênh mông nhìn hai người quả đúng là rất xứng đôi. Ảo giác, ảo giác, nhất định là đêm qua làm số liệu quá muộn nên sinh ra ảo giác. Phan đầu trọc thở dài, bên này bình luận còn chưa xong đã có cô gái hào hứng lao đến studio của hứa đình thâm và người đại diện hết tét bình luận rồi nhắn tin thay phiên nhau mà oanh tạc không nhận được đáp án rốt cuộc hai người họ có yêu đương hay không thì nhất định không chịu bỏ qua nhanh ra đây trả lời đi hứa đình thâm studio liên thắng trả lời cái rắm tin giả này mà còn đòi studio phải trả lời phan hâm mộ cả trong và ngoài đều rất ồn ào độ ho cũng ngày càng tăng cao studio rất nhanh đã đưa tin thông báo phan qua đường hào hứng vào xem tưởng làm sáng tỏ hoặc xác nhận tin đồn của hai người kết quả là hứa đình thăm studio thông báo không quy định không đề nghị không hy vọng phan tự ý thực hiện mọi hoạt động đón đưa bất luận là đi làm hay tan tầm bên dưới còn kèm theo thông tin về sự gia tăng lượng phan đưa đón và hiện tượng quản lý thông báo do bộ hàng không dân dụng đã ban hành cách đây không lâu Phan hâm mộ. Hứa Đình Thâm gần đây đang đóng một bộ phim truyền hình, độ hot rất cao, danh tiếng vừa cọ một chút liền tăng vụt lên. Ở sân bay ngoài Phan vây quanh còn có thợ săn ảnh. Không chỉ gây rối trật tự mà còn rất nguy hiểm. Cũng may lần này không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết Phan Hứa Đình Thâm. Mọi người bắt đầu sôi nổi mắng chửi xa sân Phan hai, bỏ quên Khương Sơ ở một xó xỉnh nào đó. 2. Sa Sơn Phan Người hâm mộ cực độ, luôn theo dõi và xâm nhập đời sống riêng tư của thần tượng bằng nhiều phương thức đáng ngờ. Trần Niệm Niệm Tăng, Sông Dưa Tiểu Sơ Sơ, toàn thế giới đều biết em chỉ là Sa Điêu, ba. Ba, Sa Điêu Ý chỉ người ngu ngốc, hay nói cách khác là bình hoa, chỉ có ngoại hình xinh đẹp chứ không có tài năng nào khác, Khương Sơ cũng đang lướt điện thoại, vừa vặn nhìn đến thông báo của studio nhớ đến lúc hứa đình thâm ở sân bay bị chen lấn làm cho di chuyển khó khăn khẩu trang mũ tai nghe tuy không rơi nhưng lông mày thì cau lại khó chịu cô vui sướng khi thấy người gặp nạn đáng đời tất cả mọi người đều biết hứa đình thâm và khương sơ không hợp nhau lật dịp xoa xoa ấn đường rốt cuộc em đắc tội gì với hứa đình thâm khương sơ chu miệng bất mãn hỏi lại sao chị không hỏi xem anh ta đắc tội gì với em được rồi, dù sao thì chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã thấy khó chịu. Hứa Đình thâm đắc tội với tuyến 18 như em thì nói làm gì? Trần Niệm Niệm đang lướt màn hình di động như nữ hoàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, giọng tỉnh bơ. Thế mà em lại đắc tội anh ta, em xong đời rồi. Rõ ràng em là tuyến 17. Khương Sơ nhìn cô ấy bằng đôi mắt nai sáng ngời, lắp bắp phản bác. Anh ta là ảnh đế hay thiếu gia của công ty giải trí? đắc tội anh ta thì em sẽ hết đường lên à. Để em tham gia chương trình Lâm thì luyến ái. Lực Diệp đột nhiên nói. Nghệ sĩ tuyến 17 còn đang trong trạng thái mơ màng. Hả? Sao lại nhận cái này? Trần Niệm Niệm cười sung sướng. Bởi vì em đắc tội hứa đình thâm. Chỉ cần em xuất hiện, hứa đình thâm tuyệt đối sẽ không tham gia. Lật dịp lắc đầu. Các chương trình tạp kỹ khác đều muốn mời hứa định thăm nên chắc chắn sẽ không mời em, chỉ có chương trình lâm thì luyến ái này bị hứa định thăm từ chối. Lý do là hứa định thăm không thích gần gũi với nữ minh tinh. Từ bao giờ mà cô trở thành bó rau bị người ta vứt trong chợ rồi? Chị cũng khó mà tin được, không phải em và hứa định thăm là bạn học cấp 3 sao? Nhìn qua thì anh ta cũng không phải dạng người hẹp hòi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? hứa đình thâm được cư dân mạng gọi là lão công quốc dân từ khi mới ra mắt đến nay không hề có tiếng xấu hay tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai có cô gái nào gặp mà không phải lòng nhưng hứa đình thâm luôn lịch sự với tất cả mọi người ngoại trừ khương sơ cũng không phải là bất lịch sự chỉ là nếu khương sơ tham gia thì anh sẽ không tham gia khương sơ hơi sửng sốt trong mắt bỗng gợn lên cơn sóng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng cô đổ serum ra lòng bàn tay trắng nõn rồi thông thả bôi lên mặt, chu môi tức giận nói. Bởi vì chỉ là bạn học cấp 3 nên mới thế. Đây là trọng điểm sao? Sau khi nhận được tin Khương Sơ sẽ tham gia lâm thì luyến ái, nhân viên liền đưa ra thông báo, cư dân mạng ngay lập tức tỏ ra rất phấn khích sở dĩ lâm thì luyến ái thú vị là bởi các vị đạo diễn thiếu đạo đức kia muốn tìm trong ngành giải trí vài nam và nữ minh tinh không quen biết nhau ngoài đời rồi yêu cầu họ đóng giả làm một đôi để thỏa sức mà chơi đùa đối với người trong cuộc là một loại hành hạ còn cư dân mạng thích hóng chuyện thì lại xem hết sức ngon lành cuộc chạm trán giữa hai kẻ thù dân mạng càng xem càng hào hứng với cp này một loạt bình luận bất ngờ xuất hiện phía dưới nhất định phải là hứa đình thâm quan hệ của hai người đó chính là bí ẩn chưa có lời đáp của giới giải trí hứa đình thâm e quy cao luôn đối xử tốt với mọi người chỉ là không ưa khương sơ người ta thường nói không ai vô duyên vô cớ ghét ai thế nhưng hai người này chưa từng tiếp xúc mà đã không vừa mắt nhau hứa đình thâm có lẽ không tham gia chương trình này đâu đừng ảo tưởng nữa anh ấy tránh còn không kịp đừng quên lần trước hứa đình thâm không gia hạn hợp đồng vì đại diện nhãn hiệu đó cũng hợp tác với khương sơ phục luôn hai người này một năm không gặp được một lần mà mọi người còn hăng hái như vậy không biết là hứa đình thâm không chào đón khương sơ hay sao có phải bọn họ làm quá lên không nếu không thì sao quan hệ lại kém như vậy cuối cùng bình luận bị phan cả hai đẩy lên đầu hai bên từ trước đến nay luôn bất hòa lúc này lại phá lệ mà hòa hợp không hẹn mà cùng lên tiếng cúc không gặp lại một mình khương sơ hứa đình thâm là được rồi nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả